Cháu xin được chào chú ạ. Vâng, xin chào cháu Cường. Minh Cường, gọi là chuyên đưa hình ảnh của quê hương thôn Thọ Vực nói riêng cùng với một số các hình đẹp, ảnh đẹp. Thứ nhất là trên lên trang YouTube này. Trang YouTube là đội Bình Ứng Hòa Hà Nội và một số các cái trang Facebook, trang fanpage. Thì thưa quý vị và các bạn, Minh Cường đang ngồi với chú Cần. Chú cũng là trưởng thôn của thôn Thọ Vực. Thưa chú, là vừa rồi đình của trước cửa đình, tức là ao đình, là diễn ra làm cái công việc gì thưa chú? Trước tiên là cũng xin chào cháu Minh Cương. Thế vậy thì năm 2023 thì nhiệm kỳ của trưởng thôn, nhân dân cũng đã tín nhiệm bầu chú xuống trưởng thôn. Thế cái đặc thù của quê hương thì hãy còn nghèo nàn, thế thì còn rất nhiều những công trình đang ở phía trước. Thế cái phương hướng cũng được sự nhất trí của toàn dân, đồng thuận của toàn dân và nhất trí của cấp ủy chính quyền, cấp ủy và chi bộ, rồi chính quyền thôn họp và quân dân chính đã đồng tình ủng hộ cho trưởng thôn để dọn cái ao bèo nó đã bỏ lãng quên mất từ năm 2018 đến nay. Thế bèo nó quá tốt rồi, thế nên năm nay ra thì cũng xin ý kiến của toàn dân cũng đều nhất trí để dọn cái ao bèo. Trước mắt là dặn cái ao bèo và là có kinh phí là hút luôn cái bùn để trở lại cái mặt nước trong sạch. Và địa phương nhân dân là trồng sen hay trồng súng thì sẽ bước tiếp theo. Và cũng là hút bùn, những cái bùn và quá bẩn từ trước đây là cái đường làng nó chưa có rãnh nước. Thế bây giờ đã có rãnh nước thoát của các xóm về dưới sông, lòng sông rồi. Thế đã trở lại cái ao đình làng, trở lại trong xanh sạch đẹp rồi thì quyết tâm là địa phương đứng lên tổ chức dọn ao bèo và hút bùn. Và cũng có hướng là vận động quần chúng nhân dân và bà con xa quê, tức là giúp cho địa phương có một nguồn kinh phí nào đó để kè, làm sao cho cái ao đình nó được vuông vắn và đẹp đẽ. Thế cũng và chuẩn bị cho cái hội làng của năm 2024 của quê hương thôn Thọ Vực là bắt đầu khởi đầu của một cái năm 2024, tức là làm sao để lấy cái khí thế hội làng nó được vui nhộn của quê hương ta. Thế thì cũng tiện đây là cũng xin cảm ơn chỗ anh Minh Cương kêu gọi bà con xa quê, kêu gọi thêm cộng đồng, vâng, kêu gọi thêm ủng hộ cho quê hương được nguồn kinh phí để về để xây dựng cái ao đình làng. Vâng ạ, thưa quý vị, là ở quê cũng kêu gọi đóng góp, nói chung đóng góp mang tâm chứ không phải là bắt buộc ép buộc. Vâng ạ. Tuy nhiên là ở thôn thì có một cái góc độ riêng, còn nếu Minh Cương là đăng tải lên các cái trang của công nghệ để hướng cô bác anh chị em ở quê hương thôn Thọ Vực nói riêng đi làm ăn xa xứ được đóng góp một cách thuận lợi thuận tiện thì bằng cách chuyển khoản, thì vừa rồi Minh Cương cũng chuyển khoản, kêu gọi chuyển khoản thì cũng một số cô bác ở xa cũng là chuyển khoản. Thì hôm nay nói về công việc thì là cháu thì cũng không liên quan nhiều đến việc của liên quan đến xây dựng ban lãnh đạo của thôn về xây dựng rồi cũng như các ban khác. Minh Cương chỉ hỗ trợ về công nghệ để thứ nhất là hội hè này, đưa thông tin này, rồi cũng như là các cái chương trình văn hóa văn nghệ địa phương, hình ảnh đẹp của quê hương thì đưa lên, chứ Minh Cương không dính dáng gì đến chuyện về cái liên quan đến lãnh đạo chỉ đạo về thôn cả. Thì là làm được cái gì thì hai cái đấy thì cũng rất là nhiều cô bác anh chị em cũng tin tưởng cháu là thứ nhất là đã đưa một số các hình ảnh đẹp của quê hương lên ở xa xứ, thì người ta cũng nhờ công nghệ internet để biết được hình ảnh của quê hương. Thì vừa rồi cháu cũng có kêu gọi thì cũng có một số gia đình thì ủng hộ ở đây, thì tiện thể ngồi đây thì cháu gửi chú cầm hộ và giúp địa phương luôn. Minh Cương vẫn để cái trang sách này để quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ nhé. Minh Cương vẫn để danh sách này. Hôm nay thì là trước mắt là cũng đến một tuần Minh Cương kêu gọi rồi thì có hai gia đình. Thứ nhất là gia đình Đào Đức Hải hay là Đức Hai gì Minh Cương cũng không rõ, thì là ủng hộ 200.000, và gia đình anh chị Thạch Bảy con ông Lợi là ủng hộ 1.000.000 đồng, vị trí là 1.200.000 đồng. Thì hôm nay Minh Cương tạm thời đưa cho chú Cần là trưởng thôn để lo cho cái việc dọn rác ao đình, dọn bèo ao đình, và đồng thời có một nguồn kinh phí lớn hơn thì có thể kè ao đình, làm sao để quy hoạch cái ao đình nó được vuông vắn sạch đẹp để sau này mình có thể có hội hè này, có thể hát thuyền rồng này, có thể chơi các trò chơi liên quan đến ngày hội, để làm sao mà quê hương, bộ mặt quê hương nói chung được tốt. Bộ mặt quê hương thì thông thường là có chùa này, chùa thì đã rất là tuyệt vời rồi, một ngôi chùa Phả Am thì làm xong,
một ngôi chùa Phả Quang thì đang trong hoàn thiện, quá trình hoàn thiện, và giếng nước ở ngoài kia cũng được làm, và giếng nước ở trong này cũng là chú Cần trước đây cũng đã kêu gọi và thành công xây được cái giếng ở trong này, được gọi là giếng Cô Tiên, rất là tuyệt vời. Và trong đó là nhà văn hóa này, rồi đình này cũng rất là khang trang. Bây giờ chỉ còn mỗi cái ao đình thôi quý vị. Quý vị các bạn có thể hướng tâm về quê hương để chuyển khoản. Tốt nhất là quý vị và các bạn đưa tiền cho người thân của mình đem tới ban lãnh đạo của thôn, hoặc là quý vị và các bạn ngại thì có thể chuyển khoản trực tiếp cho Minh Cương, thì Minh Cương sẽ trong một tuần hoặc là số tiền nhiều hơn 1 triệu Minh Cương sẽ gửi ban lãnh đạo thôn. Thế hôm nay cháu gửi chú, hôm qua cháu mới đi rút được tiền mặt. Và mà thông thường thì cháu cũng nói là một tuần thì gửi, nếu có tiền thì gửi chú một lần hoặc là trên 1 triệu, bởi vì là không phải lúc nào mời chú đến nhà thì đấy được. Đây là 1 triệu quý vị ơi. Cháu gửi chú 1 triệu. Vâng, thay mặt cho địa phương cũng xin cảm ơn. Trước tiên là chú Minh Cương đã kêu gọi bà con xa quê, cộng đồng của thôn Thập Vực, tức là có số tiền là 1.200.000 này hiện nay tôi cũng đã nhận. Cháu ghi qua vào đây. Vâng, để gửi về thủ quỹ của địa phương, và cũng sẽ đưa lên đài truyền thanh thông báo công khai cho nhân dân được biết. Cũng mong các ông bà, rồi anh chị, bà con xa quê, tức là thôi quê hương ta là trùng khế ngọt, nhìn về quê hương để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới thêm. Cháu ghi tạm ở đây để gửi chú cái tờ này, còn tờ quyển sách này cháu cứ để cô bác nào ủng hộ cháu tiếp tục ghi vào nhé. Gia đình anh Thạch, thờ ai Thạch, Thạch 7, con ông Lợi, con Lợi bằng 1 triệu. Hôm nay chú Cần ngồi tại nhà Minh Cương, Minh Cương mời chú Cần bia, đây là nội bộ. Mời quý vị và các bạn uống bia, uống nước. Xin và mình chúc các quý vị nhá. Chúc làm sao mà quê hương chúng ta ngày càng đổi mới, chúng ta hãy mở tâm, phát tâm ra, bởi vì các gương mặt của quê hương làm sao mà đổi mới. Một người xa xứ, một người con quê hương về đến Thọ Vực là bao giờ người ta cũng nhìn đình, nhìn chùa, nhìn giếng nước, rồi nhìn ao đình. Đấy quý vị ạ, mời quý vị nhá. Vâng, xin mời chú. Đây là dọn ra ao đình. Ao đình đang chiếc máy múc đang hớt bèo dọn rác. Ngoài việc máy móc còn có con người tham gia. Bởi vì người hớt bèo vào thì máy múc mới múc được bèo và rác lên. Hy vọng trong thời gian sớm ao đình được vớt bèo, dọn rác cũng như là xây bờ kè cải thiện được thì rất là tốt. Bởi trước đình làng liên quan đến tâm linh, đình làng là thờ Đức Thanh Hoàng Bổn Cảnh. Đấy. Mà trước đình làng thì càng phải cần được sạch sẽ thì càng tuyệt vời. Đấy, hy vọng là ao đình sớm được cải thiện, trong đó có được xây bờ kè bao quanh nữa thì càng tốt. Biết đâu trong thời gian tới ao đình được cải thiện nước trong veo, kè vùng quanh, thì nơi này có thể diễn ra hội hè, hát thuyền rồng hoặc là chơi các trò chơi rất là tuyệt vời. Đấy. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Còn đây là một số hình ảnh máy xúc, máy múc đang múc bèo. Tuy nhiên ở phía xa cũng có người hỗ trợ để đẩy bèo vào, thì máy xúc mới xúc lên được. Và sau khi xúc thì là chuyển lên ô tô và chở đi, đổ đi. Công việc này cũng nhìn thì đơn giản nhưng cũng không hề đơn giản. Phải có quy trình. Và khi có nguồn tiền dư giả thì có thể xây bờ kè. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những đoạn video tiếp theo. Mong rằng nhân dân chúng ta luôn phát triển, đoàn kết và có nhiều thắng lợi cho gia đình cũng như là cho quê hương, xa hơn nữa là cho một đất nước tươi đẹp, hùng mạnh.